mùa đông năm nay thời tiết thật dễ chịu. Hy vọng sang năm mới, đất nước chúng ta sẽ được thái bình, mùa màng bội thu. Này các khanh, cúc hoa mang ý nghĩa thắm đượm tình đoàn kết của dân tộc, giống như tinh thần của đất nước Đại Việt ta vậy. Nào, hãy cùng ta thưởng trà. Để chúng thần kính bệ hạ. Các khanh chớ có câu nệ phép tắc mà trở nên xa cách như vậy. Này Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, trẫm với các khanh khi thiết triều là vua tôi, nhưng khi bãi triều là anh em trong cùng một dòng họ. Tâu bệ hạ, như vậy e rằng chúng thần có phần thất lễ ạ. Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, trẫm với các khanh gặp lúc khó khăn thì cùng nhau gánh vác, gặp lúc vui thì cùng vui. Xét về tình thân, giống như thân thể của một người vậy, làm sao có thể chia cắt được. Nào, hãy cùng ta thưởng trà và ngắm hoa đi. Tâu bệ hạ, tâu bệ hạ, hoàng hậu đã hạ sinh thái tử ạ. Hoàng hậu đã hạ sinh thái tử sao? Nào các khanh, cùng ta vào thăm hoàng hậu và thái tử. Tâu bệ hạ, thật là mừng thay, thật là mừng thay, đất nước ta mừng vị thái tử ra đời. Nhanh đi thôi các khanh. Hoàng thượng giá lâm. Ôi, con yêu của ta, chào mừng con đến với thế giới này. Tâu bệ hạ, thái tử có tướng mạo thật phi phàm, thân có màu sắc hoàng kim, nước da vàng sáng rất đẹp ạ. Nhất định trong tương lai, thái tử sẽ có trí dũng hơn người, gánh việc đại khí, làm thầy mười phương. Hay lắm, hay lắm. Ta sẽ đặt tên cho thái tử là Trần Khâm, gọi là Phật Kim, vì tướng mạo của con ta thật khác thường. Nào, bây giờ hãy cùng đưa ta vào thăm hoàng hậu. Bộc lộ rõ sự khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Vì vậy, vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc trưởng lão tinh thông Nho giáo, Tứ thư, Ngũ kinh và Phật giáo để dạy dỗ cho ngài, như Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố. Chính vua cha đã soạn sách Di Hậu Lục để dạy cho ngài cách xử thế, chuẩn bị nối nghiệp sau này. Nên ngài tinh thông cả Tam giáo, Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Tâu bệ hạ, thái tử Trần Khâm quả thật rất thông minh, đa năng hiếu học, xem trải mọi sách, thông nội ngoại điển. Thần và các vị thầy khác quả thật rất khâm phục.
con trai ta không những có sự am hiểu và tiếp thu nhanh các kiến thức, mà còn có một trái tim nhân hậu, thiện lương. Ta chắc chắn rằng trong tương lai con ta sẽ làm nên việc lớn, khiến cho quốc thái dân an. Nào con trai, hãy cùng ta về cung. Nhiều năm sau, thái tử lớn lên, vua cha phong ngài làm hoàng thái tử vì thấy ngài có khả năng gánh vác việc lớn, lãnh đạo đất nước. Nhưng ngài lại luôn một lòng hướng tới con đường xuất gia tu đạo, mang lại hạnh phúc cho chúng sinh. Người lui ra đi, ta sẽ ở lại đây trưa nay. Thái tử Trần Khâm quả là một vị thái tử lạ thường. Tuy ở địa vị cửu trùng, nhưng ngài vẫn giữ mình thanh tịnh, một đức tính thanh cao, liêm khiết mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ vị vua nào. Trưa hôm ấy, thái tử mộng thấy trên rốn của mình nở ra một hoa sen lớn như bánh xe. Trên đó có một đức Phật vàng. Bên cạnh có người chỉ vào thái tử mà hỏi: biết đức Phật này không? Đó là đức Biến Chiếu Tôn đấy. Biết đức Phật này không? Đó là đức Biến Chiếu Tôn. Biết đức Phật này không? Đó là đức Biến Chiếu Tôn. Biết đức Phật này không? Đó là đức Biến Chiếu Tôn. Tại sao ta lại có một giấc mộng kỳ lạ như vậy? Phải chăng đây là điềm báo gì? Ta tuy bổn phận làm vua, nhưng tâm luôn một lòng hướng về Phật Tổ và sự tu hành. Xuất gia tu đạo là con đường ta đã lựa chọn, nhưng nay vua cha còn nhiều ngăn cản. Âu có lẽ ngài lo lắng cho muôn dân, mà chẳng đặng để ta đi theo ước nguyện riêng. Đây là duyên của ta chăng? Trước ta phải lên ngôi để lo cho bách tánh cuộc sống thái bình ấm no, sau rồi xuất gia lại tiếp tục lo cho dân chúng biết nẻo hướng về chốn chân bình an hạnh phúc niết bàn. Bảy pháp khiến đất nước bình an không bị diệt vong. Một là
Nhân dân nước đó thường tụ họp, bàn luận chính pháp, tu phước tự sửa. Hai là, vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng, kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián không bạo ác. Ba là, nhân dân nước đó gìn giữ chánh pháp khuyên bảo nhau, không lượng của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc. Bốn là, nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa kính cẩn, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không để mất nghi tắc. Năm là, nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời răn bảo dạy dỗ, coi đó như pháp tắc quốc gia. Sáu là, dân nước đó biết theo thời tiết đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê. Bảy là, dân nước đó tôn đạo kính đức, trong nước có sa môn, thánh giả, A-la-hán từ xa đến, đều cúng dường các thứ áo mền, giường trống, thuốc thang. Phải rồi, ta sẽ nhận lời để vua cha yên lòng. Khi lên làm vua, ta sẽ dùng pháp lục hòa mà Đức Phật dạy để trị quốc. Nếu dân chúng lục hòa, thì không thế lực nào có thể xâm lược, đóng chiếm đất nước của ta. Đời sống nhân dân trong nước sẽ được thái bình thịnh trị. Chỉ có pháp lục hòa mới có thể khiến cho dân chúng được an ổn, đoàn kết. Khi đó, ta đã hoàn thành xong bổn phận và ta sẽ xuất gia tu đạo. Việc đi tu của ta sẽ gieo duyên giác ngộ cho chúng sinh. Bởi lẽ, ở thế gian, dân chúng đã yêu mến ta. Cho nên khi ta xuất gia, sẽ gieo duyên giác ngộ giải thoát cho dân chúng, khiến dân chúng bớt khổ trong nhiều kiếp chứ không phải chỉ riêng kiếp này. Ta xuất gia, nếu độ cho tăng chúng trở nên hùng mạnh, thì dân sẽ ngày càng sống thiện, đời nhà Trần sẽ được kéo dài hưng thịnh, và ta sẽ khiến cho Phật Pháp lưu giữ ở nước Nam này làm lợi ích cho chúng sinh. Phải rồi, ta nhất định sẽ xuất gia. Cha, con đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Thưa cha, con vừa có một giấc chiêm bao rất kỳ lạ. Con mộng thấy ở trên rốn của mình mọc lên một bông hoa sen vàng lớn như bánh xe. Trên hoa sen có hình Đức Phật vàng và có tiếng nói: biết Đức Phật này không? Đó là Đức Biến Chiếu Tôn. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng, hà cớ gì khiến con trăn trở nhiều như vậy? Thưa cha, đây không phải là một giấc mộng bình thường. Có điều gì đó như đánh thức tâm can con, nhất định sẽ bước đi trên con đường tu đạo để mang lại hạnh phúc cho quốc gia xã tắc.
cha nay đã già rồi, trông nhờ một người ở con. Thưa cha, từ biết bao đời nay, đất nước Đại Việt ta đã nhiều lần bị xâm lăng, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than đau khổ. Khi lên ngôi hoàng đế, con sẽ dùng giáo lý đạo Phật, dùng pháp lục hòa để răn dạy nhân dân. Chỉ có như vậy, dân chúng mới được an ổn, đoàn kết, và không một thế lực nào có thể xâm chiếm được. Nếu dân chúng an ổn, đoàn kết, thì đất nước Đại Việt ta sẽ giữ gìn được hòa bình, độc lập. Thưa cha, con làm như vậy vì vận mệnh của nhân dân, đất nước. Cha cũng biết mong nguyện của con là muốn được tu hành, nhưng nay vì thế sự con nối nghiệp tổ tông, con sẽ ra sức khiến cho đất nước an hòa, nhân dân hạnh phúc. Khi nào đất nước thái bình, có người kế vị, con sẽ xuất gia tu đạo. Xin vua cha hãy yên tâm. Vui với đạo muốn xa đời, làm con chữ hiếu chẳng buông lơi. Xã tắc lâm nguy vai gánh vác, trùng hưng kỳ tích rạng muôn đời. Đông Bắc nước Nam núi non hùng vĩ, xuất sinh anh hùng bậc đại quân vương, quang truyền Phật pháp chỉ quốc an dân. Việt Nam thánh tổ chân nhân ơi, Việt Nam thánh tổ chân nhân ơi. Thái tử, hoàng hậu cho gọi thái tử ạ. Sau khi kế tục ngai vàng, chứng hưng Đại Việt, vua Trần Nhân Tông đã hai lần cùng vua cha và các tướng lĩnh lãnh đạo quân dân đánh tàn quân xâm lược Nguyên Mông. Giấc mộng, vua đã lấy triết lý đạo Phật làm tư tưởng chủ đạo, lấy pháp tu lục hòa của Phật giáo để dạy nhân dân vun bồi trí đức, cố kết nhân tâm, cùng nhau xây dựng cuộc sống an lạc, xây dựng đất nước thái bình. Sau khi truyền ngôi cho vua Trần Anh Tông, ngài đã lên núi Yên Tử tu hành, độ tăng chúng đông đảo, dạy dân chúng quy y Tam Bảo,
tu ngũ giới. Chiến tranh qua đi, đất nước thái bình, người già người trẻ yêu thương nhau, quả là nhờ ân của đức vua Trần Nhân Tông. Kể từ ngày vợ chồng tôi quy y Tam Bảo giữ gìn năm giới đến nay, gia đình chúng tôi hạnh phúc ấm êm lắm. Này, mấy nhóc, đi qua đây ông Bảo. Chúng cháu chào ông ạ. Ngoan lắm. Bây giờ ta có câu đố, nhóc nào trả lời được ta sẽ tặng quà cho nhóc đó. Đồng ý không nào? Vâng ạ. Nhân dân ta đang áp dụng pháp lục hòa mà vua Trần Nhân Tông dạy, giúp mọi người biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Vậy ta đố các con, pháp lục hòa gồm những gì nào? Cháu biết, cháu biết. Cháu thưa ông, một là thân hòa đồng trụ, thường nên chiều cố và giúp đỡ lẫn nhau ạ. Cháu thưa ông, hai, hậu hòa vô tranh, khuyên bảo nhau làm việc thiện, dứt trừ làm ác ạ. Cháu thưa ông, ba, ý hòa đồng duyệt, tôn trọng và ai kỳ ý kiến của nhau. Bốn là giới hòa đồng tu, biết nhận lỗi và chỉ lỗi cho nhau, có giúp nhau tiến bộ ạ. Năm kiến hòa đồng giải, chia sẻ cho nhau với nhân quả, khổ, vô thường, vô ngã ạ. Sáu lợi hòa đồng quân, cùng quan tâm chăm sóc nhau một cách bình đẳng, hợp pháp. Mấy nhóc giỏi lắm, đây ta có quà đây. Cháu cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông ạ. Các con phải vâng lời vua mà tu học pháp lục hòa, nghe chưa? Vâng ạ. Chúng cháu nhớ rồi ạ. Này các cháu, bà nhớ thời đó nhờ vua Trần Nhân Tông dạy, nhân dân ta thực hành pháp lục hòa mà đã mấy lần chiến thắng quân Nguyên Mông, giành lại độc lập cho nước Đại Việt ta. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy sự lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông thật tài tình, sáng suốt theo trí tuệ Phật Pháp. Các con còn nhỏ, sống trong đất nước này phải biết đoàn kết, yêu thương nhau nhá. Vâng ạ. Bà nói rất đúng. Thế bây giờ các con có muốn học thêm lời vua dạy để giúp bảo vệ đất nước thái bình không nào? Có ạ. Chúng cháu thích lắm ạ. Đây, con xem đi. Muốn cho đất nước không bị diệt vong thì cần phải được sau nhân dân giữ thế lễ nghĩa, kính cẩn, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không thể mất đi ghi tắc, hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời dân bản dạy dỗ, coi đó như là pháp tắc quốc gia. Dân nước đó tôn đạo kính đức, trong nước có sa môn, thánh giả A La Hán, từ xa đến đều cúng dường các thứ áo mền, giường trống, thuốc thang. Hay quá ông ơi. Ông cho trình cháu mượn sách để về học những điều còn lại ông nhé. Được, được. Yeah. Các cô thấy không, mấy đứa nhỏ mà biết thực hành lục hòa, biết bảy điều khiến đất nước không bị diệt vong thì tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp như thời bình của chúng ta bây giờ vậy. Loa loa loa, hôm nay Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ giảng pháp cho tăng chúng và Phật tử. Loa 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 loa, hôm nay Phật Hoàng Trần Nhân Tông sẽ giảng pháp cho tăng chúng và Phật tử. Loa 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 loa. Nhanh nhanh, chúng ta cùng thu dọn đồ để đi nghe giảng Phật Pháp nào. Ui cháu ơi, đỡ bà đi nhanh, bà phải về gọi cả nhà mình ra nghe Pháp mới được. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.